Vitamin tổng hợp 22 vitamins 125ml Pediakit là sản phẩm tổng hợp tới 22 loại vitamin cùng hàng loạt các nguyên tố vi lượng và khoáng chất tốt cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, giúp trẻ có cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng hấp thu, giúp trẻ ăn ngon và tốt hơn. Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên với hương cam thơm ngon hấp dẫn, phù hợp với khẩu vị của trẻ. Xuất xứ: Pháp. Dung tích: 125ml. Theo các chuyên gia khoa nhi, khi cho con ăn nhiều, được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng nhưng vẫn không tăng cân, thậm chí còn sụt cân. Đây là tình trạng trẻ không hấp thụ được thức ăn. Khi kém hấp thu thức ăn, trẻ sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa, có thể là đi phân sống, ăn nhiều nhưng vẫn gầy yếu, hoặc dẫn đến tình trạng chướng bụng, đầy hơi và có thể biếng ăn hơn. Tình trạng này kéo dài trẻ sẽ bị thiếu dinh dưỡng và thiếu máu. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển về thể lực, trí tuệ và thị lực của bé. Pediakit 22 vitamin và khoáng chất cung cấp 22 vitamin và các nguyên tố vi lượng được tinh chế đặc biệt từ thảo dược dành cho trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng phát triển cho tới khi trưởng thành nhằm bổ sung hàng ngày các vitamin và các nguyên tố vi lượng giúp đạt hiệu quả tối ưu cho sự phát triển và tạo lập cân bằng, lâu dài bền vững trong suốt quá trình phát triển của trẻ. Công dụng của siro hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Pediakit giúp an thần, thư giãn hệ thần kinh làm cho giấc ngủ sâu và ngon, tạo nên sự yên bình và thoải mái cho giấc ngủ, giảm tình trạng trẻ thức giấc và quấy khóc vào ban đêm. Thành phần của sản phẩm: siro Pediakit 22 vitamins được sản xuất với nguồn nguyên liệu 100% tự nhiên như siro cây thùa 40%, nước tinh khiết, sợi keo chiết xuất hydroglycerin 15%, 7,5% cà rốt, cải song, rau bina, củ cải đường, rau mùi tây, chiết xuất mơ tự nhiên hỗ trợ, maltodextrin vitamin C, chất bảo quản, sorbate kali, natri benzoat, vitamin E acetate hỗ trợ, silica, beta carotene tự nhiên hỗ trợ, tinh bột, dầu ngô, vitamin B3, cam và hương liệu vị mơ, điều chỉnh độ acid, acid citric, magi gluconate, vitamin B5, tập trung dứa tự nhiên hỗ trợ, maltodextrin, điều chỉnh độ acid, acid citric, gluconate sắt, manga, đồng, kẽm, kali, vitamin D3 hỗ trợ, tinh bột, dược lâu, keo, B6, B2, B1, B9, natri molybdat, natri selenit, potassium iodide, chlorochrome, vitamin B8, B12. Đối tượng sử dụng sản phẩm: trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ em thiếu hụt vitamin và khoáng chất, trẻ em có sức đề kháng kém, tiêu hóa kém. Giới thiệu về thương hiệu: Pediakit là thương hiệu nổi tiếng từ Pháp chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng cho bé như các loại vitamin giúp bé ăn ngon, tăng cường miễn dịch, giảm căng thẳng. Sản phẩm của Pediakit không chỉ sở hữu công nghệ hiện đại mà còn được trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em, đảm bảo chất lượng và độ an toàn tuyệt đối với sức khỏe của người dùng.